Sẵn thân sa la nam gacchami, đệ tử nguyện quy y tăng. Sang khang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy tăng. Duti yambi buddhahang sa la nam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y. Dutiyambi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Nguyện quy y pháp. Dutiyambi Thammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Duti yambi sankhang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng. Dutiyambi Sangkhang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng. Tatiyambi buddhahang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi dhammang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y pháp. Tatiyambi Thammang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi sankhang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng. Tatiyambi Sangkhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng. Bà na ti ba ta về ra ma ni sắc khả ba đăng sa ma di gia mi, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata ve chamani sika padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinna dana về ramani sẽ khả bình đẳng sama diyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinna dana vejjhamani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Aparamacariya về ramani sẽ khả bình đẳng samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Brahmacharya vejjhamani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musa wa da we ramani sakha badang sama diyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musawada vechamani sikapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Suramerayamachapamadathana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Suramesayamachappamadathana Vechamani sikapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikalapu jana veramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikalapo jana vechamani sikapadang. Tamma Natcha gita vadita visu karasana ma la gần thế đề bát thành thà ra na mandana vi phù sanh tha na về ra mani sẽ khả bà đằng sa ma đi ya mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mặc đồ trang sức. Natcha gita vadita visu kadasana mala gan thawile panatha janam man dana vifu sanatana vechamani sikapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Úc cha sẽ ra nà ma ha sẽ ra nà về ra ma ni sẽ khả bà đằng sa ma đi a mi đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucchā sayana mahā sayana vechamanika padang samādhiyāti. Nguyện ít thằng gắt sang ô sát thằng ít mình chả tình ít mình chả chi quá sang samma deva abhijjhakkhittum samādhiyāmi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha padane uposasi valasena iman jaratan emyang sadivasang sa thukang katawa chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên với vui. Amaphante chúng con thành Sĩ lê na su tình danh tí sĩ lê na phô sa ra sĩ lê na nịp bu tình danh tí ta sma ma si lăng vi số tha dê người giữ giới hằng được phú túc mãn chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thủ lành thai. Phật là nơi nương
giờ tôi, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật Pháp bảo là nhờ cho chúng con vô lượng an lành, quy y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ you. khan tu sap về đề và ta sap a buddha nu pha we na sa da so thi pha wan chu che pha wat tu sap a mang a lang ra khan tu sap về đề và ta sap a ham ma nu pha we na sa da so thi pha wan chu che pha wat tu sap a mang a lang ra khan tu sap về đề và ta sap a sang kha nu pha we na sa da so thi pha wan chu che. Tất cả phương báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, ca sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin do quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ sa thụ lành thai nam mô Buddhaya nam mô Dhammaya nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng con, và con thành kính đảnh lễ siêu thượng tọa Giác Đẳng đại đức pháp tính cùng chư tôn đức. Dạ, con kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Buddhaya. Dạ. Nam mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Phao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa giờ mùa đông Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối, Houston từ 7:30 đến 9:30 sáng, New York từ 8:30 đến 10:30 sáng, Cali từ 5:30 đến 7:30 sáng, Paris từ 2:30 đến 4:30 chiều, Sydney từ 11:00 tối đến 1:30 sáng. Còn Khama thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào quý đạo hữu. Hôm nay ngày thứ năm, ngày 2 tháng Giêng năm 2020. Đề tài hôm nay là Trung Bộ Kinh bài số 25, Kinh Bảy Mùi từ câu 2 đến 269 sẽ do Thượng tọa Tế Siêu giảng dạy. Mở đầu chương trình, chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Thượng Lão Thích Chiêu, đảnh lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thứ gì hôm nay là ngày 2 tháng Giêng năm 2020. Hôm qua chúng ta có chương trình đặc biệt đầu năm. Có thể nói hôm nay là bài học đầu tiên của năm 2020. Và cũng là bài kinh đầu tiên của một thập niên mới. Thưa quý vị, bài kinh hôm nay là kinh 71. Một lần nữa chúng ta lại được nghe Phật pháp được giảng qua các cái ví dụ. Và ví dụ ngày hôm nay là một cái ví dụ rất là sát với cái thực tại, đó là ví dụ những đàn nai. Quý vị nào mà có dịp mà xem những cuốn phim họ chiếu về đàn nai đó, đó là một loài sinh vật mà rất là thích sống ở ven rừng, tức là giữa rừng rậm và làng mạc. Loài nai khả năng thích ứng rất là tốt và đồng thời cũng tương đối là khôn ngoan ở trong cái chuyện mà ứng phó với các thợ săn. Nếu mà những người thợ săn chỉ săn theo một cách thì dân nghĩ là biết được đó sự khôn ngoan của đàn nai. Vị nào có sống ở miền quê biết rằng có một vài loài vật như là chuột chẳng hạn, nó có những cái trí khôn tương đối rất là đặc biệt. Khi mà nó vấp phải những vấn đề đi tìm thức ăn và bị rơi vào bẫy, thì ở đây Đức Phật này đưa ra hình ảnh của bốn đàn nai. Và bốn đàn nai này có bốn cái tình huống khác nhau, mà những tình huống thì đã đến từ cái nhận thức của bản thân. Và Đức Phật dùng người tặng bốn đàn nai để ví dụ cho bốn hạng tu hành. Ở đây người dùng chữ Sa Môn và La Môn. Bài kinh này có một cái giá trị rất là lớn cho những ai hướng cầu con đường tu tập và đặt ở cái nhìn của chúng ta. Và hôm nay thì rất là hoan hỷ, Thượng Tọa Tuệ Siêu sẽ là vị giảng sư cho bài kinh này. Chúng tôi xin mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh, và sau đó chúng ta sẽ cung trình Thượng Tọa giảng sư để giảng dạy rộng rãi ý nghĩa của bài học. Nam mô Bụt Thầy, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng để dẫn nhập bài học hôm nay. Lan Gia Nguyệt ơi, coi lại cái dòng chữ mà Lan Gia Nguyệt khoác lên đó. Thứ năm ngày 2 tháng Giêng, tháng 1 chứ không phải tháng 11 đâu. Mới có 2 ngày mà qua hết mười mấy tháng rồi sao? Dạ thưa, hôm nay là thứ năm ngày 2 tháng Giêng năm 2020 Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay là giáo trình Trung Bộ Kinh này mà Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 25 kinh 7 mồi Niwava Sutta, từ câu 262 đến 269 sẽ do Thượng Tọa Tệ Siêu giảng dạy. 262 tại sao gọi là kinh bảy mồi? Tên kinh lấy từ thí dụ trong bài kinh mà trong đó người thợ săn dùng bảy mồi để dụ bắt những con nai. Dụ ngôn này chỉ cho những cạm bẫy mà một người tu tập có thể vướng phải. 26 đại ý kinh bảy mồi là gì? Đây là một pháp thoại được Đức Thế Tôn giảng cho tăng chúng trong sinh hoạt hàng ngày tại chùa Jetavana Savatthi. Nội dung bài kinh mang một thí dụ về bốn đàn nai đối với bảy mồi của thợ săn.
Trên thực tế thì nai là loài ưa thích sống gần giữa lằn ranh của rừng rậm hoang dã và xóm làng. Những con nai thường có khả năng thích nghi rất tốt và khôn ngoan để đối phó với những cách săn bắt khác nhau của con người. Trong bài kinh này, Đức Phật dùng bốn đàn nai để làm thí dụ. Đàn nai mê ăn mồi nên dễ dàng sa vào bẫy. Đàn nai biết mồi là nguy hiểm nên trốn sâu trong rừng, rơi vào trạng thái đói kém nghiêm trọng nên cuối cùng trở lại tìm thức ăn và bị thợ săn bắt. Đàn nai thứ ba học được kinh nghiệm đau thương của hai đàn nai trước, đi tìm nơi ẩn trú, nhưng vì thỉnh thoảng phải đi tìm thức ăn nhưng mê ăn đến độ quên mình nên cuối cùng bị thợ săn phát hiện rồi cũng bị bắt. Đàn nai thứ tư tinh khôn, biết tìm cách ẩn núp, khó tìm ăn thì ăn nhưng chẳng say đắm thức ăn đến nỗi quên mình, không để lại dấu vết những chỗ đến đi, khiến thợ săn bó tay không làm gì được. 364. Thí dụ về đàn nai mê ăn mồi nên dễ dàng xa vào bẫy được Thế Tôn chỉ cho hạng người tu tập thế nào, đó là những sa môn, bà la môn hay những người tu tập lợi dưỡng. Do lợi dưỡng nên dễ dàng bị ô nhiễm bởi trần cảnh, từ đó phóng dật và rơi vào vòng cương tỏa của ác ma. 265. Thí dụ đàn nai biết mồi là nguy hiểm nên trốn sâu vào rừng, rơi vào trạng thái đói kém trầm trọng nên cuối cùng trở lại tìm thức ăn và bị thợ săn bắt, để nói lên hạng người tu tập thế nào. Thí dụ này chỉ cho những người khổ hạnh ép sát ở giai đoạn đầu có vẻ như thượng sách, nhưng vì sự hạnh sát không mang lại giải thoát đích thực, mà trái lại khi bỏ lạc rồi sa đọa. 267. Thí dụ về đàn nai thứ ba học được kinh nghiệm đau thương của hai đàn nai trước, đi tìm nơi ẩn trú nhưng vì thỉnh thoảng phải đi tìm thức ăn nhưng mê ăn đến độ quên mình nên cuối cùng cũng bị thợ săn phát hiện rồi bị bắt. Ám chỉ những ai? Đó là những người tu tập tương đối có trình độ nhưng rơi vào kiến chấp, khao khát tri thức, đam mê triết lý để rồi cuối cùng không làm được điều quan trọng của đời sống phạm hạnh là đoạn diệt kiết sử thành tựu chánh trí. 268. Dụ ngôn đàn nai thứ tư tinh khôn, biết tìm cách ẩn núp, khó tìm ăn thì ăn nhưng chẳng say đắm thức ăn đến mức quên mình, không để lại dấu vết những chỗ đến đi, khiến thợ săn bó tay không làm gì được. Dùng để nói đến hạng người nào? Đó là bậc tu hành tu tập chịu quán vượt qua tất cả giai đoạn của hành trình, cuối cùng chứng đắc cả hai tâm giải thoát và tệ giới. Đến đi giữa cuộc đời không để lại dấu vết và ác ma không tìm bắt được. 269. Ác ma trong bài kinh này là một cách nói ví von, nhân cách hóa hay là một thực hữu? Đây là điểm thú vị trong kinh điển. Năm loại ma được đề cập trong kinh điển là phiền não ma, ngu uẩn ma, sở hành ma, thiên ma, tử thần ma, bao gồm hai khái niệm. Dạ thưa, bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Cha. Nam mô Thầy, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya.
kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Và thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta bắt đầu học bài học đầu tiên năm mới 2020. Bài học đầu tiên này chúng ta học đến bài kinh số 25 là kinh Bỉ Mội Dipavasutta. Được gọi là kinh Bỉ Mội vì nội dung của bài kinh Đức Thế Tôn thuyết về Pháp thoại với dụ ngôn là bảy mồi mà các người thợ săn dâng ra để bắt bạn. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, thì mỗi một ngày, hàng ngày Đức Thế Tôn đã theo cái thời khóa biểu, trong đó buổi tối bắt đầu xe phía ô qua đằng. Buổi tối thì Đức Thế Tôn thuyết pháp giáo giới cho chúng tỳ kheo. Và phần lớn những bài kinh mà chúng ta được nghe thì ở tại Jetavana Savatthi. Bài kinh Bảy Mồi cũng vậy, một trong những bài kinh mà Đức Phật ngài thuyết Phật ngài nói lên dụ ngôn về bốn bề nay. Khi nãy chúng ta nghe MC đọc bài rất rõ rồi, ở đây chỉ nhắc lại Đức Phật ngài nêu lên có bốn bề nay. Đối với bảy mồi của thợ săn, bề nay thứ nhất thì nó vô tư, không hiểu biết cái sự nguy hiểm đang chực chờ. Mà nó thấy cỏ xanh và thỉnh thoảng trên cỏ nó có cái hương vị ngọt ngào. Rưới
mật ong, ăn cỏ mà có vị ngọt thì còn gì bằng nữa. Do đó cho nên chúng ăn từ ở bên ngoài, ăn dần dần đi vào cái bể mồi mà người ta bắt nay đấy thưa quý vị. Người ta ngụy trang, người ta đóng đóng cột cây ở chung quanh, người ta giăng dây thật chắc để làm cái hàng rào, và người ta đem những cái nhánh cây cột bên đó đem cỏ người ta quấn ở cái cột cây. Cho nên ngụy trang như vậy ở xa trong không có biết là cái hàng rào, rồi ở phía cái lối vào đó thì người ta cũng làm hai cái cột bên, người ta làm cửa, cái người ta mở toang cái cửa đó ra trống trải, và tất nhiên cái lối vào cửa của cộng bẫy thì hoàn toàn là cỏ sạch. Cho nên cái bầy nai này nó tham đắp thức ăn, nó ăn từ ở ngoài nó ăn vào, mà nó đi khỏi cái cửa rào của cộng bẫy lúc nào mà nó không biết. Khi mà nó đi vào trong sâu thì những người thợ săn nấp ở đó, người ta mới kéo cửa đóng kín lại, thế là nhốt cái bầy nai ở trong, và những người thợ săn họ bắt đầu xuất hiện mới đuổi bắt trói những con nai đó lại và mang về làng để bán hoặc là giết lấy thịt ăn. Rồi bầy nai thứ hai đó, khi mà thấy bầy nai trước bị ăn cỏ, nó không hiểu rằng cái bầy nai thứ nhất do vì tham ăn cho nên bị lọt vào cái cầm bẫy của thợ săn, và nó nghĩ rằng là ăn cỏ nguy hiểm, thế cho nên nó sợ, nó bỏ, nó không dám ăn. Nó gặp cỏ xanh ở phía trước mặt, nguyên một cánh đồng cỏ như vậy, nó chỉ đứng ở ngoài bìa rừng và đứng đó ngó nhìn thôi, nó không dám ăn. Vì do nó hai ba ngày không dám ăn cỏ, nó bị đối lả kiệt sức, và nó không đủ sức để nó chạy. Và những người thợ săn khi mà thấy bầy nai thứ hai này nó không có bị dụ vào trong cạm bẫy, nó bỏ ăn, nhưng mà nó kiệt sức, nó nằm ở đó, thì những người thợ săn này bắt đầu xuất hiện và tấn công bầy nai, bắt chúng trong cái tình trạng yếu ớt không chạy nổi. Thế là bầy nai thứ hai nó cũng bị những người thợ săn bắt đi. Đến cái bầy nai thứ ba, thì nó nghĩ rằng cái bé nhất vì
tham ăn mà phải bị rơi vào bẫy mồi của thời sắc. Và bị ngay thứ hai thì lại nhịn ăn nên kiệt sức, chạy không thoát khỏi bàn tay của những người thợ săn. Thế là chính bị ngay thứ ba, nó vẫn đi ăn mặc dù nó không có đi sâu vào ở trong cạm bẫy, nhưng mà nó cứ lãng vãng gần đó, không đi đâu xa. Thì những người thợ săn này họ theo dõi, họ biết được những con nai ở bầy nai thứ ba này nó chỉ ăn ở cái vòng ngoài rồi nó ẩn nấp ở gần đó, nó không có đi đâu xa. Thế là những người thợ săn họ bao vây cái khu vực mới và họ bắt trộm cái bầy nai thứ ba. Đến cái bầy nai thứ tư thì những con nai này nó sáng suốt, thấy bầy nai thứ nhất tham ăn mà bị bắt, bầy nai thứ hai nhịn ăn mà bị bắt, đến bầy nai thứ ba mặc dù không có tham ăn, không có tham đắm, nhưng mà còn ở lẫn quẩn gần đó, thế là cũng bị bắt. Thì bầy nai thứ tư này khôn ngoan nhất, nó chỉ ăn vừa đủ no, không có tham đắm cỏ rưới mật ong, để ăn no rồi chúng đi, bỏ đi thật xa, không có luyến tiếc ở cái chỗ đó nữa, và nó làm cho mất dấu. Những người thợ săn này không tìm thấy cái dấu vết và không tìm thấy cái sự trú ẩn của nó, của chúng. Cho nên những người thợ săn này nghĩ rằng nếu mà lẩm đẩm lên cả cái khu rừng này thì những con thú có sợ hãi nó trốn đi hết, thì chúng ta sẽ không còn gì nữa, thôi bỏ mặt cái bầy nai thứ tư cho nó thoát thân đi. Và khi mà Đức Phật này đã nêu lên dụ ngôn về bốn bầy nai này thì Đức Phật này nói đến ở đời có bốn hạng sa môn. Xuất gia tu hành, cái hạng sa môn thứ nhất mặc dù xuất gia tu hành nhưng mà vì sống lợi dưỡng với những cái lợi đắc cung kính, được xem như là
các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. Ở đây những cái hạng sa môn đó vì tham đắm các cái vật dụng, nhu cầu về vật chất nên trở thành mê loạn, phóng dật. Và vì mê loạn dễ vui nên chúng trở thành những người bị làm theo ý ác ma muốn, tức là sau khi mệnh chung, một số bị thối đọa sanh xuống khổ cảnh, còn một số thì phải trải đi những cõi luân hồi khác. Thì như vậy cái hạng sa môn và la môn sống lợi dưỡng ở trong đời này, thì hạng đó được Đức Phật làm ví dụ cũng giống như cái bầy nai thứ nhất, vì do tham đắm cỏ non mà không nhận thấy cái sự nguy hiểm, trực chờ thế là bị thợ săn bắt. Sau đó Đức Phật Ngài nói đến cái hạng sa môn và la môn thứ hai. Hạng sa môn và la môn này chuyên tâm khổ hạnh, từ bỏ sự thọ dụng thức ăn, nhu cầu vật chất cần thiết cho cái cuộc tu tập. Họ sống khổ hạnh chỉ ăn trái cây, uống nước lã, không tắm rửa, hạnh nhổ râu tóc hoặc là ngâm mình ở dưới sông Hằng đêm đông giá lạnh, vân vân. Nghĩ rằng làm như vậy đó, mình ép sát nhiều chuyện nào, khắc khổ nhiều chuyện nào thì sớm giải thoát chuyện đó. Nhưng thực tế vì chúng này khổ hạnh kiệt quả, vì thoát trải đi sanh tử luân hồi tiếp tục, được ví dụ như là cái hạng nai nó quá sợ hãi vì bi kịch của bầy nai thứ nhất nên nó nhịn ăn, không dám ăn một chút gì để nuôi thân trở thành kiệt sức gì. Thì như vậy cái bài cái hạng sa môn và la môn thứ nhất được ví dụ như được Đức Phật nói
như cái dụ ngôn về cái bầy nai tham đắm thức ăn, còn cái hạng sa môn và la môn thứ hai là sống khổ hạnh ép sát, được Đức Phật này ví như thí dụ về bầy nai thứ hai nhịn ăn nên đối khác. Tiếp đến là Đức Phật nói về cái hạng sa môn và la môn thứ ba, trong đời này có những hạng xuất gia tu hành mặc dù nó không sống lợi dưỡng, không sống khổ hạnh thái quá, nhưng mà hạng sa môn và la môn này có những cái kiến chấp sai lạc. Cái gì là vô thường nó cho là thường, cái gì pháp huy là khổ mà nó cho là lạc, các pháp là vô ngã mà anh cho rằng ngũ của ta là của ta, là tự ngã của ta. Vì có những cái kiến chấp sai lầm như vậy cho nên không đạt được cái chân lý giải thoát, thì cái hạng sa môn và la môn thứ ba sau khi mệnh trung vẫn theo cái vẫn bị làm theo cái quyền lực của ác ma, là vẫn còn cái sự tái sanh luân hồi, sanh sống khổ cảnh. Mặc dù ở trong bài kinh chuyển pháp luân là một bài pháp đầu tiên mà Đức Phật thứ năm thì trụ trì như ngài chỉ nêu lên có hai cái cực đoan mà bậc xuất gia nên tránh, tức là lợi dưỡng và khổ hạnh. Nhưng ở đây trong cái bài kinh Bảy Mồi này thì Đức Phật ngài còn nêu ra một vấn đề: từ bỏ hai cực đoan khổ hạnh và lợi dưỡng, lợi dưỡng và khổ hạnh thì đó là tốt rồi, nhưng mà phải từ bỏ cái các tà kiến thì như vậy mới được cái sự giải thoát, mới chấm dứt sanh tử luân hồi. Chứ nếu mà tu hành mặc dầu không lợi dưỡng, không khổ hạnh, nhưng mà lại đi cái ngã rẽ khác, tức là cố chấp theo tà kiến, vì không có trí tuệ để nhận thức được pháp hữu vi là vô thường, không có trí tuệ để nhận thức được pháp hữu vi là khổ đau, không có trí tuệ để nhận thức các pháp là vô ngã, họ không cảm thấy thân ngũ uẩn này thật là vừa đủ để nhàm chán, thật là vừa đủ để viễn ly, thật là vừa đủ để giải thoát, mà họ chỉ rơi vào những cái kiến chấp về quá khứ, kiến chấp về hiện tại, và thì cũng không thoát khỏi cái vòng cương tỏa của ác ma, tức là cái sự tái sanh luân hồi. Đức Phật có ví dụ như là cái hạng
nay thứ ba gì? Hạng nay thứ ba nó tỏ ra như là nó khôn ngoan hơn hạng hai hạng nay trước, nó không có thăm đắm bẫy mồi. Nhưng mà nó cũng không có từ bỏ cái việc ăn. Tuy vậy, cái bầy đá vẫn còn lẫn quẩn gần đó, không có đi xa, vì có sự luyến tiếc đồng cỏ non. Cái hạt môn và là môn thứ ba đó, được ví như là cái hạt, cho nên những người thợ săn họ mới vây bắt được. Tức là cái ý nói là ác ma vẫn có thể chi phối và thấy được cái đường đi tái sanh ở cảnh giới này sang cảnh giới khác của cái hạng sa môn và la môn này. Như vậy cái hạng sa môn và la môn thứ ba cũng không thoát khỏi già chết. Cuối cùng thì Đức Phật Ngài nêu lên môn thứ tư, và cái hạ sa môn và la môn thứ tư đó là người sáng suốt. Được bậc đạo sư chỉ dạy họ không để dưỡng, họ cũng không khổ hạnh, họ cũng không có chắc theo cái tà kiến sai lệch. Những hạ sa môn và la môn đó xuất gia tu hành cũng ăn cũng uống, nhưng mà cái ăn cái uống đó vì đã tiết chế biết vừa phải để nuôi mạng ngày và đêm hôm đó thôi. Gọi là không có lợi dưỡng, cũng không có khổ hạnh ép sát. Thứ tư này không có chấp trước, không có chấp thủ những cái tà kiến, thành thiền định. Trước tiên là vẻ sống tu tập, biết giữ giới, vì đó
sống tri túc, thiểu dục, tiết độ trong việc ẩm thực. Vị này chế ngự năm triền cán, chứng và trú sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Không dừng lại ở đây, vị sa môn ấy, tức là vị tỳ kheo ấy, với tâm định tĩnh, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vẽ hướng tâm đến cái việc đoạn trừ các lậu hoặc phiền não. Sau khi đã đoạn trừ các lậu hoặc phiền não, vị đã làm cho chấm dứt cái sự tái sanh luân hồi. Ở đây gọi là làm giác ma không thấy đường. Như Đức Phật đã mô tả trong Pháp Kinh, như ngỗng trời rời ao, bỏ sao mọi trú ẩn. Ngỗng trời tức là với thiên nga, khi đi đến nó ăn cái hồ đó rồi nó bay đi, nó không có lý trí cái chúng sinh. Lại nữa, chim nó bay ở trên bầu trời không có dấu chân, không để lại dấu chân. Nếu mà những cái con vật mà đi ở trên đất, người ta có thể theo cái lần, theo cái dấu vết mà chúng đi qua hướng nào, người ta có thể lần theo đó mà bắt được. Còn những con thiên nga, những con chim trời thì nó không để lại cái dấu chân. Cái hạ sa môn và la môn thứ tư này được Đức Phật ví dụ. Quý vị có nghe được, còn nghe được chúng ta nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn Thầy Tổ Minh Hạnh. Thì hạ sa môn và la môn thứ tư này, Đức Phật này nói họ giống như cái thí dụ về cái bầy nai thứ tư, không có tham đắm bẫy mồi, ăn xong vừa đủ bỏ đi, không có luyến tiếc bỏ đi ở nơi thật xa, bước sang cái khu vực khác, khu rừng khác. Và khiến cho những tên thợ săn không thấy được cái dấu vết đến và đi, tức là vị tỳ kheo khi mà đã tu chứng được thiền định về đắc được đạo quả giải thoát, vì đó giải thoát biết rõ sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Trẻ ta không có thấy, không có thấy đường đi lối về của vị đâu.
Cũng giống như trong một câu chuyện Pháp Cú nói về tỳ khưu Mê Thi Giá vậy. À, cái vị tỳ khưu Gô Thát, tỳ khưu Gô Thát, vị tỳ kheo này đã nỗ lực tu tập trong suốt 13 năm vẫn chưa chứng được đạo quả. Cuối cùng vì đó, vì chán ngán nên đã tìm một cái con dao cạo tóc, dùng con dao ấy cắt cổ tự sát. Và khi mà sắp lìa bỏ cái mạng sống này, vị tỳ kheo đó vẫn trú niệm, vẫn tỉnh giác và lấy cái đề tài khổ quán đó để quán chiếu về cái thân ngũ uẩn vô thường khổ vô ngã và chứng quả là hắn đắc đạo tột mạng. Khi mà tỳ kheo Cô Thác viên tịch thì ác ma nó không biết là vị đó viên tịch, ác ma mới dõi mắt để tìm lần theo xem coi vị tỳ kheo đó tái sanh về đâu. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn dẫn các tỳ kheo đi đến chỗ tỳ kheo Vô Thác và Đức Thế Tôn chỉ rằng: này các tỳ kheo, các ngươi có thấy ở xa kia nơi mà tỳ khưu Vô Thác từ trần hay không? Ngươi có thấy cái làn khói đen ở nó bốc lên và nó di chuyển từ ở đông sang tây, nam sang bắc hay không? Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy? Đức Phật thì nói rằng đó là ác ma đang muốn tìm cái chỗ tái sanh của vị này. Và Đức Phật là xác chứng rằng: này cả tỳ kheo, tỳ kheo Vô Thác đã chết, nhưng mà vị ấy đã làm cho chấm dứt phiền não lậu hoặc, đồng thời với cái sự chấm dứt của mạng sống này, và vị ấy không còn sự tái sanh nữa. Và cho dù ác ma có đi tìm vẫn không thấy được cái dấu vết của vị đó đi đâu, về đâu. Một người tu tập theo trong Phật Pháp, hãy thưa quý vị, khi mà chúng ta đạt đến quả vị A-la-hán, làm cho chấm dứt cái sự sinh tử luân hồi, thì cái đó được gọi là làm cho ác ma không thấy đường, không biết được đường, không thấy dấu vết ra đi của vị ấy. Giống như bầy nai thứ tư vậy đó. Và ở đây, khi mà Đức Thế Tôn Ngài giải thích xong về bốn hạng sa môn tu hành, giống như là bốn hạng bầy nai đối với bảy mồi của ác ma với của thời xăng, thì giả xong thì Ngài
có nói đến ác ba. Những vừa thở xăng ở đây là chỉ cho ác ba, và trong ác ba này chúng ta phải hiểu trong cái hai nghĩa. Nghĩa ẩn dụ chữ ma ma ra, khi mà nói đến cái thân ngũ quẩn này thì ngũ quẩn cũng gọi là ma. Gọi là ngũ quẩn ma. Dụ loại thứ hai được gọi là phiền não ma, Kilesa Mara. Tức là tất cả phiền não từ vô minh dẫn đầu cho đến tham, tà kiến, ngã mạn, sân tật, lận hối, vân vân. Thì những cái phiền não đó cũng gọi là ma. Và đó là cách nói ví von, nhân cách hóa vậy. Thứ ba gọi sở hành ma, Avisankhara Mara. Tức là chỉ cho cái hành vi tạo ra cái thiện nghiệp, cái ác nghiệp. Cái sở hành của chúng sanh đó, dù cho là sở hành bất thiện hay là sở hành thiện, nhưng mà hễ còn phiền não thì cái sở hành đó, cái nghiệp đó, nó vẫn là một cái yếu tố để dẫn đi tái sanh, vẫn dẫn đi tái sanh. Thì khi nào mà diệt trừ những cái phiền não rồi, bỏ đi cái sở hành, vượt qua cái sở hành thiện quả, chấm dứt cái sự hiện hữu của thân ngũ quẩn mới, thì khi mà không còn cái sự tái sanh nữa thì tử thần ma không có. Vì gì? Già chết do cái gì là tập khởi? Già chết do cái sự tái sinh, do cái sự sinh mà ra, gọi là jati paccaya jara marana. Mà sự tái sinh đó do đâu mà có? Sự tái sinh đó tức là cái sanh hữu đó là nhất quẩn hữu, tứ quẩn hữu hay là ngũ quẩn hữu. Hay là nhất quẩn sanh, tứ quẩn sanh, ngũ quẩn sanh.
Thì sanh này do hữu mà có, tức là nghiệp hữu, thân nghiệp của nghiệp hữu, ý nghiệp hữu, gọi là pháp hành. Như vậy cái phiền não ma ở đây đó như là án thủ, duyên cho hữu, hữu nghiệp hữu ở đây tức là sở hành ma. Và vì có nghiệp hữu cho nên có cái sự tái sinh. Cái sự tái sinh đó ở trong cõi nhất quẩn hay là tứ quẩn hoặc là vẫn ngũ quẩn, thì cái đó mang cái thân đó được gọi là ngũ quẩn ma. Và khi đã có cái thân nhất quẩn, tức là cõi phạm thiên vô sắc, còn phạm thiên vô tưởng, tứ quẩn là phạm thiên vô sắc, và mang cái thân ngũ quẩn là phạm thiên sắc giới hữu tưởng, và chư thiên nhân loại địa ngục cao quỷ súc sanh Atula trong khổ dục giới. Và khi đã mang cái thân ngũ quẩn như vậy thì luôn luôn có cái sự già và chết. Chết ở đây gọi là tử thần ma, ma chú ma ra. Thì bốn cái loại ma đó là ở trong kinh điển là nhân cách hóa, cách nối ví von. Còn cái loại ma thứ năm là một cái thực hữu, chứ ở đây là ám chỉ cho cái hạng Papima Devata, tức là những hạng chư thiên xấu. Mà cao tổ tức là một cái vị trời ở trên, và các hay phá phách cận sự nam cận sự nữ tu hành mà bị ma nó làm cho sợ, làm cho bị phóng tâm đó, thì cái đó gọi là chư thiên ma. Một lần Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho chúng tỳ kheo, lúc bây giờ có một con bò nó chạy sòng sọc vào trong phần bát của các vị dùng để đi cất thực. Khi đó tâm của các vị tỳ kheo bị chi phối, không có lắng nghe Đức Thế Tôn thuyết. Đức Thế Tôn dừng lại, ngài nói rằng: này các tỳ kheo, hãy nhìn kìa, con bò đang chạy sòng sọc vào để dẫm đạp những bình bát của các ngươi đó. Đó chính là ác ma, chư thiên ma đó. Nó làm cho tâm của các vị bị phân tâm, không có chăm chú nghe bậc đạo sư thuyết pháp. Lúc bây giờ ta nghĩ rằng Thế Tôn đã biết ta, bậc thiện thệ để biết ta, cho nên nó hổ thẹn nó biến mất. Đó gọi là thiên tử ma.
chữ Devadutta, Devadutta chúng ta nhìn là một thiên tử, hay là nó tắt là thiên ma. Còn chúng ta quen cái cách gọi đó, chúng ta nói chữ thiên, chữ thiên. Chữ đê quá hay đi của ta, đi vô hay đi của ta. Nếu mà một vị chư thiên, một vị trời thì chúng ta gọi là đi vô, đi của ta. Nhưng mà chúng ta lại quen miệng thì chúng ta dùng cái chữ gọi là chư thiên, chứ nó trở thành cái danh từ luôn. Chữ chư là nhiều thưa quý vị. Thí dụ nói là chư tăng, hay là chư tỳ kheo, hoặc là chư liệt vị, thì chữ chư đó là chỉ cho số nhiều các những, cũng nó là một mẫu từ để chỉ cho số nhiều. Nhưng chúng ta quen gọi chư, cũng như cái mẫu từ mà người ta gọi là bạch, thay vì chúng ta nói thưa, thưa sư, rồi hoặc là chúng ta nói bạch, bạch Đức Thế Tôn, hay đến chùa bạch chư tăng, bạch sư, khi mình trước khi nói chuyện với vị sư đó nó bạch sư. Hôm nay chúng con đến đây để thỉnh sư thuyết pháp cho chúng con nghe, vân vân. Chữ bạch sư đó, chữ bạch đó là chỉ là mạo từ hô khách thôi. Nhưng mà có một vài người Phật tử quen gọi thì cứ đi đến chùa một vài Phật tử nhờ ở bên
chỉnh quan. Mà họ không để ý. Thói quen ta nói nặng nề cũng cho bốn đi vào cái chân thực tập truyền siêu à, quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không? Bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận và trắc nghiệm. Hôm nay thì chúng ta đi hơi ngược một chút, thay vì thảo luận trước trắc nghiệm sau, bây giờ chúng ta trắc nghiệm trước và thảo luận sau. À, để thì tòa truyền siêu nghỉ trong giây lát, mời xin mời và xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng Quang Hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 1. Không biết thượng tọa Pháp Đăng có nghe được không? Một lần nữa xin hỏi thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa có mặt ở trước máy và thượng tọa nghe được không? Dường như thượng tọa Pháp Đăng không nghe được. Ô dạ có. À, thỉnh thượng tọa Pháp Đăng cho đoán câu trắc nghiệm số 1 và mời quý Phật tử trả lời. Đàn nai nào sau đây được ví dụ cho hạng người tu hành bị vướng góc vào kiến chấp? A. Đàn nai thứ nhất. B. Đàn nai thứ hai. C. Đàn nai thứ ba. D. Là đàn nai thứ tư. Mời quý vị trả lời và tiến hành thử tổ hợp đặc khoa thị cho đáp án.
Alo. Alo. Alo, quý vị nghe được không? Ở trong bài kinh hôm nay quý vị đã nghe Thiền tọa Đề Siêu giảng về bài kinh Bảy Mồi. Và trong bài kinh Bảy Mồi đó thì có bốn đàn nai. Thì chúng ta chỉ thấy đàn nai mà không có đàn đàn nai mà dính vào cái kiến chấp đó. Dính vào chúng ta tìm cái đàn nai được ví dụ tu hành bị dính vào kiến chấp. À, đàn nai thứ nhất. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái đàn nai thứ nhất thì là cái đoạn đàn nai trốn vào rừng sâu mà bị đói kém mà nên nó đi ra ăn thức ăn và bị nghịch thời rừng bắt. Đằng nai thứ hai ấy, trú ẩn chỗ nhưng mà lại rồi thời săn phát hiện bắt. Đằng nai thứ tư là tinh khôn hơn. Như vậy ấy, thì chúng ta thấy loại bỏ được đằng nai thứ tư là đằng nai mà tinh khôn biết để đúng là đúng lúc. Như vậy thì chúng ta còn ba cái đàn nai, thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái đàn nai mà trốn vào rừng sâu có nghĩa là một cái cách tu hành mà ép sát đó, nó cũng không phải là cái cách, vì cái đó cũng là cái kiến chấp, vì không biết rằng nghĩa là mình phải dùng vật thực. Nếu mà mình không dùng vật thực thì không có thể nào tu hành được. Nhưng mà mình phải dùng vật thực cho nó phù hợp. Nhưng mà khi mà nói về cái đằng nai thứ ba thì đằng nai kinh nghiệm. Vậy chúng ta thấy rằng cái đằng nai thứ nhất là cái đằng nai mà dướng phải cái kiến chấp. Thì ở đây chúng ta thấy rằng như vậy thì chúng ta thấy rằng á, những cái người mà tu hành mình vướng vào cái kiến chấp mà gọi là ép sát hay khổ hạnh á, nó cũng không có phù hợp. Như vậy á, thì cái đàn nai thứ ba hay là đàn nai thứ hai á, thì cũng không có phải là cái cách chính xác, và chính xác nhất á, là cái đàn nai thứ tư. Như vậy á, thì chúng ta có cái đáp án là A là đằng nai thứ nhất, B là đằng nai thứ hai, C là đằng nai thứ ba và D là đằng nai thứ tư. Và như vậy thì chúng ta sẽ cho cái đáp án là cái đằng nai thứ ba. Đằng nai thứ nhất thì tìm ăn và bị thị thợ từng bắt, và cũng như gọi là mình đam mê, thì cái đó là cũng như là gọi là mình đam mê. Nhưng mà đằng nai thứ hai á, thì kinh nghiệm cái đằng nai thứ nhất, đằng nai thứ ba thì kinh nghiệm đằng nai thứ hai, hai đằng nai, nhưng mà rồi cũng không có không cũng không thoát khỏi. Như vậy thì thường á, thì chúng ta biết rằng một cái người mà dính vào cái sợ hãi nó cũng là cái kiến chấp, mà mình không biết nó cũng là cái đam mê. Như vậy thì chúng ta có cái đáp án là cái câu số 3. Như vậy thì cái câu số 3 muốn nói đến đó là cái chỗ là mình thấy hai đằng nai trước rồi, nhưng mà mình cũng không không rơi không cũng không thoát khỏi, cũng không thoát khỏi, chỉ có
cái đằng này thứ tư là biết cái cách, là cũng không có, tại vì biết mình sống thì cũng giống như con người sống phải ăn vậy, đằng này thì cũng phải ăn nhưng mà khôn ngoan á, thì không bị bắt, bị ác ma bắt. Như vậy thì trong cái đoạn này thứ ba đó là muốn sự cái sự trốn tránh, trốn tránh mình sợ mình trốn tránh nhưng mà cũng không có cũng không thoát khỏi. Thì như vậy thì con xin cho cái đáp án là cái đoạn này thứ ba hay là cái câu C, thì không biết không biết thượng tọa đẳng thì chọn cái đáp án nào, nhưng mà thỉnh thượng tọa tầm mít trở lại, và nếu mà cái đáp án không đúng thì thỉnh thượng tọa sẽ đáp án lại giải thích nha. Sao chúng cái chuyện từ hộp đây giờ chúng ta nói từ một cái người mà bị rơi vào kiến chấp, tức là đằng này thứ ba. Và bây giờ thì bước qua câu thảo luận số 1, là tiếp trên thư tọa Tuyên Quyền. Thư tọa Tuyên Quyền có mặt ở trước máy không? Nếu thư tọa Tuyên Quyền có mặt ở trước máy, xin thần minh thư tọa. Dạ. Trả lời cho câu thảo luận số 1. Thư tọa Tuyên Quyền, chúng ta thấy một điều rằng có một số lớn những người đi tu không có lợi dưỡng, cũng không có khổ hạnh. Nhưng mà những vị này lại rất là khao khát về tri thức. Đi tu là để học kinh điển, để lặn lội vào trong cái, một cái rừng, một cái biển học bao la của kinh điển, và để thỏa mãn tri thức thôi. Và thỏa mãn tri thức, thỏa mãn thì sự khao khát, làm sao mình có được kiến thức, mình biết cái này, biết cái kia. Nếu một người mà luôn luôn khao khát để thỏa mãn tri thức đó, thì khi đi tu thì mình nên làm gì để quân bình lại ở cái đỉnh thì tọa Tuyên Quyền? Nam mô Bụt Thầy, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sang Kha, những giới thừa để chúng được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn từ bi. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến Sư Siêu Thượng Thừa Quốc Đăng cùng Pháp Đăng, Thượng Thật Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tính, Sư Nguyên Thông cùng Sư Tăng đang hiện diện, cùng chào những quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, các bạn thượng tọa, đây là một điều mà đối với những một số đồng người họ khao khát, họ nghiên cứu, họ tìm hiểu về rất là nhiều về cái giáo lý của Phật pháp. Thì điều này nếu như đứng trên tinh thần mà biện pháp nó mênh mông thì cái nào mà cho nó hết. Nói một cách khác nữa thì liệu mà có đủ cái thời gian, đủ cái điều kiện, đủ cái duyên mà để chúng ta học hay không? Cái thời gian và cái duyên, cái điều kiện đây như chúng ta biết là thí dụ như bây giờ đó 81.000 pháp môn rồi chúng ta phải học, nếu chúng ta học về xong rồi chúng ta còn phải nghiên cứu qua cả chú giải, cả sớ giải gì. Thì phải nói là nó mênh mông và nó khủng khiếp. Nói như vậy thì chống là một điều đó, chúng ta cũng nhớ rằng một điều là người tu cần phải là người học hiểu, phải người học hiểu với cái tu, với cái điều mà mình phải cần nắm bắt, chứ không phải bởi vì nhiều quá thôi giờ mình tu mình cứ niệm Phật là đủ rồi, mình cứ tu mình biết mình tu đi thì hoàn toàn nói một cách bâng quơ như vậy, nói một cách chung chung như vậy thì rất là uổng, rất là tiếc. Bởi vì Đức Phật ngài dạy pháp nào là pháp nên hành trì, pháp nào pháp không nên hành trì, và pháp nào nó thuộc về pháp học, pháp hành. Rồi từ cái pháp học, pháp hành này chúng ta mới thành tựu được cái pháp hành. Hay là ở đó chúng ta tu để làm gì? Chúng ta tu để là học. Trước nhất tu để chúng ta học. Học cái gì? Học những cái lời dạy của Phật. Đó là thật như vậy. Cho nên vì vậy là rồi từ chỗ đó chúng ta mới thực hành. Học ở một cái giai đoạn ngắn cũng được, nhưng chúng ta thực hành cái gì thì chúng ta phải biết rõ ràng chúng ta đang thực hành cái đó. Ví dụ như việc tu thiền tứ niệm xứ thì chúng ta cũng phải biết một quy trình của tâm, một quy trình của sự diễn tiến của danh pháp, của sắc pháp này nó ra sao. Hay là
chúng ta phải nắm yếu được cái pháp có căn bản. Chứ nói vô nó chánh niệm như điều mà nó chánh niệm tỉnh giác, tôi vô cứ tu thiền thiền quán là như vậy, thì nói như vậy nhưng điều mà kêu lý nó như thế nào thì chúng ta chỉ nghe trực tiếp vị thiền sư chỉ dạy là chúng ta tu. Thì phải nói rằng nếu như một người nào đó mà thành tựu được thì người đó nó có cái duyên tiền thân rất là lớn, nhưng cái điều này nó hiếm muộn hơn là chỉ vô đóng mạc rồi được không. Người mình cũng là bị tu thiền nghe, chuyên tu thiền quán rồi qua Miến Điện hay qua bên Thái Lan qua chỗ nào đó có những trường thiền, chúng ta tu thời gian về thì chúng ta nghĩ rằng như vậy để thành tựu, chẳng phải như vậy. Và ở đây cũng phải là chúng ta học suốt cả cuộc đời mà chúng ta không lo tu thì cái đó cũng như là công phu uống rượu một đời ăn nó rất là tiếc. Nhưng ngược lại, một con người mà cứ tìm mãi mà để khao khát đi tìm cái điểm tận cùng, hay là để thỏa mãn cái tri thức của mình, để cho mình hiểu biết những cái điều cao cả này, cái sự thâm sâu kia, thì cái đó nó cũng là một điều mà phải nói rằng chúng ta bỏ mất nhiều cái thời gian. Cho nên để quân bình cái cuộc sống, đây là một điều mà hết sức quan trọng. Chúng ta phải học về sự căn bản, phải cố gắng, phải nắm vững một ít căn bản xong rồi. Rồi chúng từ những căn bản đó, chúng ta dựa trên cái tinh thần. Ví dụ bây giờ chúng ta biết cái pháp nào là pháp đưa đến chấm dứt sinh tử đau khổ, cái pháp nào là cái pháp sẽ làm cho chúng sinh sinh lăn trôi sinh tử. Chúng ta có một sự phân biệt một cách rõ ràng và chúng ta cố gắng chúng ta tiến tu ở trong tinh thần của Bồ Tát Bát Nhã, tức là cái phần những cái pháp mà nó trợ đạo Bồ Đề, như là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như túc, bát chánh đạo, nó chất chi vân vân, thì cái tinh thần đó nó mới tiến tu được. Thế ở một cấp độ khác, chúng ta quân bình lại, tuổi thọ mình nó ngắn ngủi, kiếp sống nó mong manh, nó vô thường, và chúng ta biết chúng ta sẽ chết khi nào. Cho nên chúng ta cố gắng, chúng ta tu tập những gì mà chúng ta hiểu được, chẳng hạn như suy quán về tu tập về cái tam tướng chẳng hạn, tu tập về tất cả các pháp nó vô thường, cái gì vô thường thì nó khổ não, cái gì khổ não thì cái gì vô thường thì nó đưa đến khổ đau, mà cái gì khổ đau thì những gì mà chúng ta cho rằng cuộc sống của mình, tài sản của mình, danh dự của mình vân vân, thì tất cả điều đó nó đều là hư vọng hết, nó đều là sai lầm vân vân. Thì những cách đó là chính là chúng ta để lập lại cái quân bình. Và cái thứ hai nữa là chúng ta phải biết rằng là kiếp sống nó ngắn ngủi, mà cái chúng ta đi tìm mãi thì tại sao ít nhất chúng ta ngồi lại, chúng ta nhai lại một chút xíu, suy nghĩ lại những cái lý, những cái pháp mà chúng ta đã học trên cái con đường tìm tòi của mình, trên con đường mà để mà đi mà mình hiểu biết. Chứ sự thật ra thì quý vị biết về Đức Phật là một con toàn tri toàn giác. Phật Ngài nói những cái lời nói mà nó sơ thiện, hậu thiện, trung thiện, nó đầy đủ cái nghĩa từ lý pháp vô ngại giải. Cho nên những gì chúng ta học, chúng ta cầm nắm như bao nhiêu thế đó cũng là vừa rồi, cũng là đủ rồi so với kiếp sống. Nếu như chúng ta không có đủ cái duyên để mà chúng ta tiến tu, hay để mà chúng ta học tập một cách tức là căn bản, một cách vững chắc rõ ràng, thì chúng ta phải biết cầm được bao nhiêu thì chúng ta xử lý được bấy nhiêu đó. Thì như thế thì nó mới quân bình được chứ. Bây giờ cứ chạy mà tìm mãi, cứ đi mãi là chúng ta không biết quê hương là chúng nơi nào luôn. Quả thật như vậy, không biết cái điểm dừng đến khi nào, và trong vòng sinh tử cũng vậy. Và cứ như thế nó cứ thiếu mãi. Dĩ nhiên nếu chúng ta cầu học được, hiểu biết được thì là một điều rất tốt trên tinh thần của pháp học. Nhưng cái gì nó cũng ở một mức vừa chừng, ở một cách đúng đắn, ở một cách vừa phải, so với sức khỏe không có, so với điều kiện không có. Thì sức khỏe và điều kiện không có ở đây nói với cái tuổi ngắn, coi như thời gian ngắn ngủi của cái con người. Rồi cái điều kiện nó đâu dễ dàng cho chúng ta, mà nó sự đổi thay một cách liên tục. Cho nên nếu chúng ta hiểu biết được cái tinh thần Phật pháp thì thôi bao nhiêu đây cũng là điều tốt đẹp.
và từ chỗ đó chúng ta để chúng ta nắm bắt. Bây giờ chỉ một điều thôi, chúng ta chỉ sống quán tưởng về vô thường, ngay cái sống và chúng ta biết tu tập về thiền chỉ hay thiền quán, mà đặc biệt là thiền quán, thì hết vô thở ra ghi nhận cái sự sanh diệt, cái sự thay đổi, có chánh niệm, có tỉnh giác, biết mình đang thở, cứ ghi nhận mình đang thở, và trên cái thở đó, cái hơi thở đó nó chấm dứt, mà chúng ta biết được, rồi lần lần chúng ta sẽ thấy được cái sự chấm dứt, cái sự sanh sự diệt của danh và sắc này. Trên tinh thần chúng ta hiếu tu thì bao nhiêu đó là đủ tốt hơn là chúng ta cứ học rất là nhiều, nhưng rồi chúng ta rốt cuộc chúng ta cứ đi học nữa, cứ học nữa học mãi, thì cái điều này không đủ thời gian và điều kiện sẽ không như chúng ta muốn được, và chúng ta sẽ lỡ chuyến xe giác ngộ của cuộc đời mình. Và chính đây là những sự suy nghĩ chính con là vậy. Nếu có đi cầu một chút thì quý kính chân thân thọ của quý ngài để cùng kính thân thân chúng ta quay trở lại Nam Mô Bổn Thầy Giác. Tiếp theo thì xin được tỉnh tại Lưu Pháp Tính. Quý tỉnh Lưu Pháp Tính có mặt ở trường bái không? Nếu đây Lưu Pháp Tính nghe được Lưu Pháp Tính cho đáp án câu trắc nghiệm số 2. Đàn nai nào sau đây được ví dụ cho hạng tu hành bị vướng góp vào cực đoan khổ hạnh? A. Đàn nai thứ nhất. B. Đàn nai thứ hai. C. Đàn nai thứ ba. Và D. Đàn nai thứ tư. Mời quý tỉnh trả lời và kính tỉnh để Lưu Pháp Tính có thể cho đáp án. Nam Mô Bổn Thầy Giác. Con là sự thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Phi Quyền, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Minh Thành cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào đại chúng trung trung. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục với câu trắc nghiệm số 2. Chúng tôi như là thấy mới có tử châu phàng chọn câu A, diệu giác chọn câu A, từ bi chọn nhà. Mình thấy ở trong lớp học mình có tới 50 member, có nghĩa là 50 người, mà bây giờ mà bây giờ quý vị mới có chọn có mấy người à? Mình xin lỗi quý vị, chúng ta có 50 member mà bây giờ chúng ta chọn như vậy là có nghĩa là nãy giờ mà mình không có theo dõi bài học rồi nha. Đoạn Đông chọn câu B, Trần Đạo chọn câu A, Sương Võ mà chọn câu A. Kính thưa quý vị, vậy thì câu trắc nghiệm này chúng tôi khỏi phân tích, chỉ nhắc lại thôi, như ở trong cái bài học ngày hôm nay chúng ta được nghe Thượng Tọa Tề Siêu vừa thuyết giảng. Thì cái đàn nai thứ nhất á, là giống như là một cái biểu tượng coi như là mãi mê ăn mồi, thành ra coi như là bị thợ săn bắt, còn cái đàn á coi như là cũng trốn vô rừng sâu, trốn vô cái chốn một cái nơi rừng sâu, nhưng mà lúc bấy giờ đói quá, đói quá thì cũng chạy ra, để mà kiếm ăn, rồi sau đó cũng bị thợ săn bắt. Rồi đàn nai thứ ba đó thì coi như là cũng trốn vô, trong rừng sâu, nhưng mà lâu lâu ra rồi cũng tìm mồi rồi ăn, nhưng mà không có khéo léo, nhưng mà rồi do đó cuối cùng cũng bị bắt.
Còn đằng nay thứ tư thì rất là khôn khéo, rất là khôn khéo, nên thợ săn không có cách nào mà bắt được. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này, hỏi rằng là đàn nai nào sau đây được ví dụ cho hạng tu hành mà bị vướng vấp vào cực đoan khổ hạnh đó, thì chúng ta vậy thì chúng ta thấy rằng đàn nai thứ nhất là mãi mê quá, mãi mê lo ăn mồi đã bị bắt, thành ra không phải là khổ hạnh. Đàn nai thứ hai đó thì trốn vô rừng, có khi nhịn đói luôn, có khi nhịn đói luôn nhưng mà lâu ngày có ăn đói, thành ra chạy ra. Thì chính cái chỗ đàn nai thứ hai này thì chúng ta thấy rằng là coi như là giống như những vị tu tập nhịn ăn hoặc là ép xác hoặc là cái này cái kia, lâu ngày thấy mình không đạt đến cái sự giác ngộ, lâu ngày các bạn thấy mình không đạt đến cái sự giác ngộ, thành ra đó lúc bấy giờ đó, từ bỏ cái hạnh tu và hướng về lợi dưỡng, hướng về lợi dưỡng đó. Thì cái chỗ này giống như đàn nai mà trốn vào rừng sờ nhịn đói nhịn khát nhịn này kia, rồi lâu ngày không chịu nổi, thành ra phải lên ở mé làng hoặc là ở bìa rừng để mà tìm mồi ăn, thành ra bị thợ săn bắt. Thì chúng ta thấy đàn đàn nai thứ hai là giống nhất, là giống còn đàn nai thứ ba xung quanh thôi, lượn lượn ở xung quanh để ra ngoài ăn, rồi không khéo thì bắt nó không không có, chúng ta thấy rằng nó không phải là cái ẩn dụ về cái sự mà cực đoan mà khổ hạnh. Còn cái đàn nai thứ tư là good rồi, chúng ta không có bàn đến rồi. Vậy thì qua cái sự giải thích của chúng tôi thì chúng tôi biết quý vị sẵn đây nhiều, giống như quý vị ôn bài, nhờ quý vị ôn lại bài thôi. Vậy thì chúng tôi chọn cái câu B. Ai chọn cái câu số 2 đó, ai mà chọn cái câu câu số 2 là câu B đó, đằng nay thứ hai đó, thì vị đó chọn như vậy thì đúng. Vậy thì ở trong này thì chọn cái câu hỏi cái câu dạ cái câu B nha. Nhà con xin được chọn cái câu B. Chúc mừng quý vị nào mà chọn cái đáp án B nói về cái đằng nay khổ hạnh. Dạ, con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Sao thủ kính chân trên pháp tính. Bây giờ chúng ta có một câu thảo luận số 2 và câu đề thỉnh Siêu Nguyên Thông. Siêu Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Nếu Siêu Nguyên Thông nghe được, xin đến Siêu Nguyên Thông trả lời cho câu thảo luận số 2. Siêu Nguyên Thông, chúng ta thấy rằng ở trong Phật Pháp thì nói rằng có hai cái cực đoan mà người xuất gia nên tránh là lợi dưỡng và khổ hạnh. Nhưng mà có vẻ như là phần đông phần quần chúng rất là hâm mộ khổ hạnh. Nếu nó không khổ hạnh thì mình nói là những cái người tu hành mà gọi là lập hạnh đặc gì ấy. Ví dụ như là ở miền Nam có nhiều khi có ông đạo chuyên môn ăn dừa, có ông đạo chuyên môn ăn ớt, có ông đạo chuyên môn nằm, làm cái chuyện đó là tự nhiên mình chúng họ hâm mộ nhiều. Thì đã được thì Sư Minh không có thể nào cho biết về ý kiến là tại sao quần chúng thường hâm mộ những người lập hạnh đặc gì như vậy không? Cái đỉnh Sư Minh không? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thưa sư phụ, con tuân điện sư phụ góp ý cho cái câu hỏi là tại sao nhiều người thích có những người tu hành cái hạnh đặc dị. Thật sự những người mà thích những người tu có hạnh đặc dị đó là những người không hiểu gì hết. Bởi vì tu hành, mục đích tu hành không phải là cái hạnh đặc dị. Trong kinh sách có một người mà họ tu hành, họ đứng một cẳng đó thưa sư phụ, họ không đứng hai cẳng. Họ tại sao không đứng hai cẳng mà đứng một cẳng? Ông kêu ta lời đến nếu tôi đứng hai cẳng là trái đất nó nghiêng sao? Thành nó có những người có những cái lời nói ý muốn mình là như thế này thế nọ. Chứ sự thật cái sự mà tu hành của chúng ta là Đức Phật giảng giải là tu hành để thoát cái khổ, và thoát có cái khổ là tại vì chúng ta có lục căn, mình tham đắm với lục trần là sắc đẹp hoặc là lợi dưỡng hoặc là danh vọng. Chứ đâu phải là tu hành để làm cái hạnh đặc dĩ đâu. Nhưng mà phần đông con người không có hiểu giáo pháp, cho nên là thấy cái gì lạ lạ thì mê sai. Vì vậy cho nên những người tu hành mà muốn mình là có cái gì đặc dị, hoặc là tuyên bố cái gì đặc dị hay hay vậy đó, thì đó là những người
có thể nói là vô minh hay là ngu si. Tu hành tức là làm thế nào đó để cho chúng ta không có mình kiệm giữ cái căn của mình, không có vướng mắc cái trần cảnh, tôi gọi gì vậy. Cho nên là những người có nhiều cái vướng mắc thì những người đó là đau khổ thôi. Vì vậy cho nên là mình phải hiểu biết tất cả những người Phật tử cũng như tu sĩ là mình phải thường xuyên mình kiểm soát ở coi cái mình có bị vướng mắc cái gì hay không. Thì nếu mà mình thường xuyên chánh niệm tỉnh giác, tức là sống trong giây phút hiện tại và canh giữ cái căn, Đức Phật giảng dạy là những người tu hành là cũng như một người tướng giữ cái thành trong có sáu cửa là mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta đó. Nếu mà chúng ta giữ được mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta, hay là chúng ta phải hiểu rõ là mình cái gì, là cái tâm của mình như thế nào. Cái người mà có cái chánh niệm tỉnh giác là cái người mình kiểm soát được cái tâm của mình biết cái tâm của mình bây giờ đến như thế nào trong cái mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta, thì người như vậy thì mới gọi là thật sự tu hành. Còn nếu người mà muốn làm ra cái gì đặc dị để người ta chú ý, người ta khen mình, thì đó là sai lầm. Vì vậy cho nên tu hành là sống bình thường thôi. Cho nên ta có câu là tâm bình thường tức là đạo, tức là không có bị vướng mắc, chứ không phải là làm những điều đã lập dị. Kính thưa sư phụ và vị, con nghĩ rằng cái người tu hành như chúng ta, Phật tử cũng như là tu sĩ, không nên làm cái điều gì mà gây người khác cái chú ý. Đó, những hành đặc dị là không phải là đúng đắn cho tu hành. Tu hành, mục đích của tu hành là để thoát khổ thôi. Thoát khổ tức là mình không có vướng mắc về cái tham, không vướng mắc về những cái sân si. Nhưng mà tu hành hành đặc dị là trong kinh sách là không có nói cái điều đó. Nên hâm mộ những người có hành đặc dị, vì đó không phải là con định những sở kiến của con về cái câu thảo luận số 2. Con xin trao mai để chư sư phụ, để sư phụ giảng dạy thêm cho con học. Và con chân thành tri ân chư vị lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sao tôi kính chào chư mừng thông. Thưa tòa Pháp Đăng, thưa tòa Pháp Đăng có còn ở trước máy không? Nếu được kính thỉnh thưa tòa Pháp Đăng, hoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 3. Một lần nữa xin được hỏi thưa tòa Pháp Đăng, thưa tòa có nghe được không? Dường như thưa tòa Pháp Đăng không có mặt ở trước máy. Thưa tòa Tuyệt Quyền, thưa tòa Tuyệt Quyền có mặt trước máy và nghe được. Nếu được kính thỉnh thưa tòa Tuyệt Quyền cho đáp án câu trắc nghiệm số 3. Nhưng thưa tòa Tuyệt Quyền cũng không có mặt. Đại Đức Pháp Tính ơi, Đại Đức Pháp Tính có còn ở trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được, xin Đại Đức Pháp Tính Hoa Kỳ. Dạ vâng. Dạ thỉnh Đại Đức Pháp Tính Hoa Kỳ cho đáp án câu trắc nghiệm số 3 và mời quý Phật tử trả lời. Đàn nay nào sau đây ví dụ cho hạng tu hành đến đi không để lại dấu vết là mù mắt ác ma? A là đàn ai thứ nhất, B là đàn ai thứ hai, C là đàn ai thứ ba và D là đàn ai thứ tư. Mời quý Phật tử trả lời và tin tưởng Đại Đức Lãnh của Pháp Tính Hoa Kỳ cho đáp án. Nam mô Bụt Thà Giá. Một lần nữa con xin thành kính lãnh lễ đến thượng tọa Giác Thẳng. Xin chào đại chúng ở trung dung. Dạ. Câu này mà quý vị mà chọn sai nữa là biết chắc chắn nãy giờ quý vị không có theo dõi bài giảng rồi. Chắc là để máy đi đâu. Dạ. Hồi nãy chúng tôi nhớ thượng tọa thì siêu giảng rất kỹ. Nè, giảng rất kỹ nha. Ở trong cái câu và thượng tọa còn khuyến mãi cho chúng ta một cái câu kệ pháp cú á, là như ngỗng trời trời ao á, bỏ sau lưng mọi trú ẩn á. Đó, còn khuyến mãi thì câu pháp cú nhớ là chết luôn á nha. Rồi bây giờ thì thấy rồi thấy từ bi nè, hoàng nguyệt nè,
Trần đạo này cũng đê nè, Diệu giác cũng đê nè, Vô minh cũng đê, lạc lời. Cũng đê nè, cũng đê. Giờ chúng ta có thể là hôm nay chúng ta chúng ta coi như là mình chơi tố tố lớn nha. Chắc chắn là đúng rồi. Nếu mà thượng độ Nhất Đẳng nói sai nha, là coi như là mình là sẽ đánh cái dáng này là lớn nha. À, ở trong cái câu trắc nghiệm này ha, hỏi đàn nai nào sau đây được ví dụ cho hạng tu hành đến đi không để lại dấu vết, có làm mù mắt ác ma. Có nghĩa là quý vị thấy là một cái vị mà tu tập chứng được đạo quả rồi thì cái vị đó nó ác ma không tìm được cái dấu vết, à, ác ma không tìm được dấu vết. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy rằng á, mà ác ma không có biết cái vị đó là coi như là còn phiền não hay không phiền não, hoặc là cái vị đó có thể suy nghĩ cái gì đó, à, suy tư một cái vấn đề gì đó, ác ma không có biết được, à, hoặc là sau khi cái vị đó viên tịch rồi, ác ma thì Ela thấy rằng cái chỗ mà đến đi không để lại dấu vết làm mù mắt ác ma, có nghĩa là cái vị A La Hán đã đoạn trừ được lậu hoặc rồi, à, đoạn trừ được lậu hoặc rồi, thành ra đó, à, bây giờ đó là cái vị đó là một cái vị A La Hán luôn luôn, à, luôn luôn những cái hành động của vị đó bằng cái trí tuệ, à, thành ra ác ma không có theo dõi được, không có thất cách nào mà theo dõi được cái vị. Ở trong cái thế gian này thì quý vị thấy rằng là coi như là có hai cái hạng người, đó là chúng ta thấy rằng là bậc chánh đẳng chánh giác của chúng ta đó, khi mà còn phàm phu, còn là một cái vị đạo sĩ, ác ma cũng theo rình rập để mà tìm coi Bồ Tát Sĩ Đạt Ta của mình đó, đó là coi như là lúc mà ở trong rừng á, là có một cái tầm bất thiện nào khởi lên hay không, thì quý vị thấy rằng cho dù lúc đó Bồ Tát của chúng ta đạo sĩ Gotama vẫn còn là phàm phu, nhưng mà những cái tầm bất thiện nó không có sanh khởi nơi tâm của ngài, quý vị. Thành ra ác ma canh chừng cũng lâu lắm mà không được, rồi cuối cùng đến những cái vị A La Hán, thấy không? Những cái vị tỳ kheo ni mà a la hán mà ngồi ở ngoài bìa rừng để mà tu tập, ác ma đâu có biết được, ác ma đâu có biết được cái tư tưởng của cái vị nó như thế nào. Thành ra ác ma mới lợi nói này cô em, sao cái đời sống còn trẻ còn đẹp gì mà không trở về thế tục để mà hưởng những cái dục của thế gian, mà ở bìa rừng này tu tập chi. Thì lúc bấy giờ á, cái vị tỳ kheo ni đó đã nói là này ác ma, ngươi chỉ có đi gạt gẫm những người khác được, chứ không có bao giờ mà gạt gẫm ta được hết. Đó thì chúng tôi muốn nói nhiều về cái sự mà không để lại dấu vết, là mù mắt ác ma là như vậy. Vậy thì ở trong cái câu trắc nghiệm này á, đáp án A chúng ta chọn không được rồi. Đàn ngai thứ nhất là còn ham ăn. Đàn ngai thứ hai á, đáp án B là coi như là còn vướng ở trong khổ hạnh. Đó. Rồi đằng nay thứ ba đó, tuy rằng học hỏi được kinh nghiệm rồi nhưng mà vẫn còn sơ xuất, có nghĩa là đời sống của cái vị sa môn á, đã cũng như là có cái sự mà tu tập rồi, nhưng mà lâu lâu cũng bị rớt vào cái cạm bẫy lợi dưỡng, vân vân. Thành ra cái đằng nay thứ nhất cũng không được, đằng nay thứ hai cũng được, đằng nay thứ ba cũng được, chỉ có đằng nay thứ tư là coi như là biết ẩn nấp, ẩn núp một nơi kín đáo, và khi đi ăn đi uống không để lại dấu vết, thành ra thợ săn không có tìm được, cũng đồng nghĩa là vị sa môn đó tu tập, khéo tu tập để mà chứng đắc đạo quả A La Hán thắng nhân rồi, thành ra lúc đó nó ác ma không về, không biết cái vị đó đang suy nghĩ cái gì hết. Đó, thành ra thấy rằng cái đáp án D là rất là thích hợp, rất là thích hợp với cái câu trắc nghiệm này. Chúng ta lấy đáp án D làm câu trả lời cho cái câu trắc nghiệm này. Và bây giờ thì
Chúng tôi xin được một lần nữa chúc mừng quý vị. Con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Sao thuộc cái trường để cho Pháp Tính, để đưa Pháp Tính mà chấm bài thi được rồi, không phải chỉ cho điểm mà còn có thêm lời phê nữa. Và lâu lâu để Pháp Tính cũng phải bình. Bây giờ thì xin thật ra chúng ta còn nhiều câu thảo luận, nhưng mà có lẽ mời quý vị trả lời của trách nhiệm số 4. Nếu còn thì giờ thì chúng ta sẽ đi trả lời các câu thảo luận. Nếu Nguyên Thông, Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Nếu để Nguyên Thông có mặt trước máy, xin thỉnh để Nguyên Thông chờ đáp án của trắc nghiệm số chờ đáp án. Dạ. Mời quý vị trả lời và thỉnh sư Nguyên Thông cho đáp án của trắc nghiệm số 4. Đằng này làm sao đây được ví dụ cho hạng tu hành bị vướng vấp vào lợi dưỡng? A là đằng này thứ nhất, B là đằng này thứ hai, C là đằng này thứ ba và D là đằng này thứ tư. Mời quý vị trả lời và kính thỉnh sư Nguyên Thông cho đáp án. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, con tuân lệnh sư phụ cho đáp án cho câu trắc nghiệm số 4, hỏi rằng đằng này nào sau đây được ví dụ cho sự hạng tu hành bị vướng vấp vào lợi dưỡng? Đằng này thứ nhất, đằng này thứ hai, đằng này thứ ba và đằng này thứ tư. Kính thưa sư phụ, theo bài giảng thì cái mà tu hành thứ nhất là cái hạng người mà tu hành theo kinh sách thì Đức Phật giảng dạy là cái người thứ nhất là đằng này mê ăn mồi, cho nên là giới hạn dướng chấp vào lợi dưỡng thì đó thì cái đằng này thứ nhất là vì mê ăn mồi, còn đằng hai nay thứ hai thì học tập cái đó. Cái lợi cái người thứ nhất rồi mới là trốn xa cũng rừng sâu rồi đói rồi ra ăn thì cũng vậy thôi. Vì vậy ở đây thấy rõ ràng là cái câu số 1 á, tức là đàn nai thứ nhất, tức là đàn nai mê ăn mồi, tức là như là cái hạng tu hành mà mê sai lợi dưỡng về cung kính hoặc là vật thực hay là tiền bạc tướng vật dụng gì đó. Vì vậy cho nên kính thưa sư phụ, đối với câu trắc nghiệm số 4 này thì đàn nai thứ nhất là đàn nai ví dụ cho hạng tu hành bị vướng vấp vào lợi dưỡng. Kính thưa sư phụ, đó là cái kiến giải của con. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng giải thêm là cái câu đó đúng hay sai để con học, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng đã nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Xin chào, xin chào quý thông. Thưa quý vị, thật ra có đôi khi
chúng ta đi qua một số các bài học thấy rất là bình thường, nhưng mà chúng ta không để ý là chúng ta hay nhầm lẫn. Thì ví dụ ở đây chúng ta nói về ba cái bốn cái đằng nai. Đằng nai thứ nhất là mê ăn là bị sa bảy liền. Đằng nai thứ hai và thứ ba đó thì nó lại khác nhau điểm này. Đằng nai thứ hai đó là cử tuyệt. Khi mình cử tuyệt á thì nó chưa hẳn là một sự thương trách. Tại vì cử tuyệt không có đồ ăn thì rốt cuộc cũng phải trở về tìm đồ ăn thôi. Cái cử tuyệt giống như là khổ hạnh. Cái đằng nai thứ ba đó thì không có mê ăn, không có cử tuyệt, cũng tìm một chỗ ẩn nấp, nhưng mà ở cái đoạn cuối đó, lại tạo ra một sơ hở, đó là có chỗ ẩn nấp an toàn rồi, nhưng mà thỉnh thoảng thì đi ăn, nhưng mà trong lúc ăn đó, thì lại mê ăn, và mê ăn nó đâm ra phóng dật rồi lại lọt vào bẫy thời sắc. Cái điểm của người thứ ba rất là tế nhị, được Đức Phật thí dụ cho kiến thức. Thí dụ như mình đi tu không khổ hạnh, không lên bây giờ đã đành học kinh điển, hay là mình quá đặt nặng về vấn đề tri thức, quá đặt nặng về vấn đề kiến văn, làm sao cho mình tìm hiểu cái này, tò mò cái kia, và cái sự tìm hiểu đó nó lại không xây dựng cho mình một cái căn bản nội tại. Thành ra cái đằng nai thứ ba đó là một cái biểu hiện của một người mà tương đối là tránh được hai cái bẫy đầu, nhưng mà trong sự lơ đễnh thì cũng là bị rơi vào cái thứ ba, rơi bẫy của sợi sắc. Và do vậy đằng nai sau cùng đồng nai khôn ngoan, tránh những cái cực đoan, nhưng mà lại nhớ con đường trung đạo. Con đường trung đạo á, chúng ta nên hiểu là không phải chỉ tránh hai cực đoan là lợi dưỡng và khổ hạnh, mà con đường trung đạo còn có một khía cạnh thứ ba rất là quan trọng, đó là ứng dụng cụ thể. Ứng dụng cụ thể tức là không có lý thuyết dông dài, không quá nặng về kiến thức, mà thật sự là sống với những gì mình tin tưởng. Thật ra vị này đi theo con đường trung đạo. Ở đây Đức Phật này không chắc đến con đường trung đạo, nhưng mà đằng nai thứ tư được ví dụ cho hạng tỳ kheo đi theo con đường trung đạo, vượt ra ngoài hai cái cực đoan và một cái cụ thể hơn là tặng về kiến thức dung dài. Chúng tôi xin được kết thúc chương sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Tát Tham Ma ở đây, và xin kính thưa chư vị giảng sư đã vào trong việc thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích. Sa thú lành thai. Con khai ma thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến